tỉa nốt bạn là ổn nó cho xong các bạn. Vẫn chờ nó nhưng mà nó vẫn chậm quá. Ở phía cái cành cái thân non ở đằng sau thì nó mạnh quá. Nên chính mình đang chờ thì nó hơi chậm. Nhưng mà nó vẫn có thể có cơ hội lớn. Đây. Thả sổng như này thôi. Chứ chưa cắt vội. Sổng to rồi sau nó kéo được. Đấy. Bây giờ chỉ thu một chút ở giữa này. Với lại cái thân sau này. Cái cành sau này cho nó đỡ, cho nó cân đối cái cây mà. Thấp cũng cho nó cân đối cái cây. Đấy. Các bạn. Ổi đến mùa hoa một quả đấy. Đấy, mộc hương vẫn còn. Đây này. Nó bị lệch mất cái cây. Chỗ mình mong chờ thì nó lại chậm. Đấy, còn là cái chỗ thân kia thì nó tơ cho nó phát triển rất là mạnh. Cứ cắt nó lại liền. Kinh khủng. Cứ cắt luôn các bạn. Đấy. Có hoa hết rồi nhưng phải cắt. Thank you.
Cái này đẹp phết nhở. Thank you.
tàn tác chim mùa.
mua nắng thì chặt quá chứ rồi. Hết pin mất rồi này, đống đây. Đấy, đi bây giờ đằng sau nó nhẹ hơn. Sao nó nhẹ hơn rồi. Tất nhiên mà cái cắt tắt thì các bác mới nhìn là mới tổng thể được. Nhưng mà thôi, cắt phần này thôi. Phần này còn đang nuôi này. Cắt đi thì nó bé mất. Đang nuôi các bác. Đấy. Đấy, có chỉ có duy nhất cái phần đuôi này mà nó bình với cảnh và rất nhiều hoa các nhá. Rất nhiều hoa bỏ đi. Này. Cố gắng giữ lại phần này vì nó rất là đẹp. Dăm cái tay cảnh đường chạy nó rất là đẹp. Thì cố gắng giữ lại chứ thực tế là em không muốn cái đoạn này nó dài ra. Đấy, khi mà ví dụ cái thân này có chẳng may mà cỗi đi thì được cái bộ này cũng dám ăn đấy, ác chiến đấy. Đâu các bạn? Đấy. Đam mê lớn nhất của em thì vẫn là ổi các bạn. Chứ không phải xanh xi đâu nhá, nhưng mà xanh xi nó phù hợp hơn. Xanh xi phù hợp hơn. Đấy, các bạn nhé. Chạy đây. Và tiểu cảnh đây, đầy đủ hết rồi. Vừa cắt vừa giờ cái giờ rau bạc hà nó thơm lên, thơm. Cảm ơn các bác nhé.